Phòng tổng thống một đêm là 57 triệu, anh vừa mở miệng liền mở ngay cho 365 ngày. Lễ tân của khách sạn 5 sao không thể tin được và hoảng sợ. Ngược lại họ liên tục hỏi anh điều này là thật hay là giả. Anh vô cùng nghiêm túc lặp lại một lần nữa. Lễ tân không nhịn được bật cười lên, đừng nói đùa nữa, tôi sẽ đặt cho anh một phòng hành chính, anh thấy thế nào? Anh cảm thấy không hài lòng và nói, đây là thái độ phục vụ của các người sao? Có phải các người nghe không hiểu tiếng người không? Tôi nói là tôi muốn ở trong một căn phòng tổng thống trong một năm, đã nghe rõ chưa? Giọng nói của anh có hơi lớn một chút, thậm chí thu hút sự chú ý của quản lý khách sạn. Quản lý nhìn thấy anh không hài lòng liền nhanh chóng đến hỏi thăm. Lúc đó, một lễ tân khác chỉ vào anh và nói, người này đến để gây chuyện. Anh ta không chỉ không đặt phòng trước mà còn không phải là hội viên của chúng ta, nhưng lại cứ khăng khăng muốn mở một căn phòng tổng thống. Thậm chí còn nói là sẽ ở trong một năm. Quản lý lễ tân liền nhăn mày cau có. Sau khi nhìn lễ tân, ông ta liền thay đổi biểu cảm và nhìn anh với một nụ cười trên môi. Xin lỗi vì đã khiến cho trải nghiệm của quý khách không vui. Xin hỏi anh muốn ở trong căn phòng tổng thống trong một năm phải không? Anh gật đầu nói, làm sao, ở trong phòng tổng thống một năm có vấn đề gì không? Thứ tôi có chính là tiền. Được rồi, sau khi nói xong, anh vẫy tay lên với thẻ ngân hàng trong tay, lễ tân đó không nhịn được mà bật cười. Tên tiểu tử anh mặc đồ rách rưới như vậy, thậm chí đến chiếc vali rẻ tiền cũng không nỡ bỏ đi. Chỉ dựa vào anh mà dám nghĩ đến việc ở trong căn phòng tổng thống sao? Quản lý lễ tân ngay lập tức nói với nhân viên lễ tân, mau im miệng lại cho tôi. Sau đó, ông ta đối diện với anh một cách bối rối. Là như thế này, ở chỗ chúng tôi, căn phòng tổng thống thật sự chỉ dành cho chủ nhân của thẻ đen VIP. Nếu anh muốn ở trong một năm, anh cần thanh toán một lần và không được hoàn trả giữa chừng. Thấy anh gật đầu, quản lý lễ tân yêu cầu nhân viên tính toán phí. Rất nhanh họ đưa ra giá cho một năm là 21 tỷ 574 triệu. Anh không nói một lời và ném giấy tờ tùy thân qua. Rồi cùng một lúc anh cầm thẻ ngân hàng và nói, quẹt thử đi. Quản lý lễ tân nhanh chóng lấy máy POS và mời anh nhập mật khẩu vào. Sau vài lần bấm vào máy POS, mặc dù máy không có tính năng thông báo giọng nói, nhưng nó vẫn hiển thị giao dịch thành công và phát ra một âm thanh bíp kéo dài. Quản lý lễ tân nhanh tay nhanh mắt, lập tức thay đổi biểu cảm thành nụ cười, hoan nghênh anh A Thần đến với khách sạn Bạch Vân Gian. Trong vòng một năm này nơi đây sẽ là ngôi nhà của anh. Có yêu cầu gì xin anh hãy nói với chúng tôi. Anh gật đầu, căn bản là không quan tâm tới điều đó và chỉ hỏi nhân viên lễ tân có thể đưa thẻ phòng cho tôi được chưa. Còn có thẻ căn cước của tôi nữa. Lúc này, sắc mặt nhân viên lễ tân trước đó đã chế nhạo anh đã trắng bệch, đứng im tại chỗ không biết nên nói gì. Cuối cùng dưới sự nhắc nhở của quản lý lễ tân, nhân viên lễ tân đó mới cẩn thận đưa thẻ căn cước và thẻ phòng cho anh. Anh lẩm bẩm trong miệng, dù không vui nhưng cũng phải vui đi. Số tiền hơn 21 tỷ này của tôi không phải tiêu phung phí đâu. Thái độ phục vụ của các người cần phải cải thiện. Đã là thời đại này rồi, còn trông mặt mà bắt hình dong. Quản lý lễ tân trông có chút ngượng ngùng, bởi vì trước đây anh ta chưa bao giờ gặp phải một con người kỳ lạ như anh. Thử hỏi xã hội này làm sao lại có người ở trong căn phòng của Tổng thống, lại còn ở trong suốt một năm nữa chứ? Sau đó, anh đợi ở khu vực chờ đợi đón khách và trả lại chìa khóa xe cho anh. Lúc rảnh rỗi, anh lấy điện thoại di động ra và nhìn vào số dư tài khoản, chỉ còn hơn 10 tỷ 500 triệu. Trong một khoảnh khắc, ý nghĩ kiếm tiền lại tràn lên trong đầu anh. Nhưng ngay cả khi bán hết vàng còn lại, cũng chỉ đáng hơn 70 tỷ. So với những người giàu có khác, anh cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ bé thôi, vì vậy anh quyết định khởi nghiệp và đầu tư vào ngành công nghiệp. Nhưng đúng lúc này, có hai người một nam một nữ tới. Anh ngẩng đầu nhìn lên và ngạc nhiên phát hiện rằng họ là người quen. Người phụ nữ từng là nữ thần của anh, Tô Tiểu Nhã, và người đàn ông là Lý Thiếu của tập đoàn Lý Thị, Lý Thiếu Khanh. Tô Tiểu Nhã liền cười và nói, A Thần, sao anh lại trốn đến nơi này? Lý Thiếu Khanh nói, đồ ngốc, anh không có điện thoại à? Tôi gọi anh trong nhóm anh không thấy sao? Anh run rẩy và nói, không, thật sự là không nhìn thấy tin nhắn trong nhóm. Tôi đã tắt thông báo lâu rồi. Lý Thiếu Khanh la hét, tên nhát gan này, đừng tưởng chỉ vì kiếm được một ít tiền mà anh đã là thiếu gia. Nếu không có số tiền đó, anh không là gì cả. Tôi nói là anh phải quỳ xuống xin lỗi Châu Dĩnh, anh nhất định phải làm. Giọng nói của anh ta rất lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đại sảnh yên tĩnh. Anh cảm thấy hơi lố bịch nói, Lý đại thiếu gia anh rời xa tiền thì cũng là cái thá gì. Nói xong, anh liền đứng dậy. Trước mặt anh ta hoàn toàn không còn hào quang. Lý Thiếu Khanh bất ngờ trong 2 giây, sau đó khuôn mặt anh ta trở nên xấu xí như đang ăn xít vậy. Tô Tiểu Nhã bên cạnh cũng không có vẻ đẹp.
Cô ta vốn nghĩ rằng cô ta có thể bám vào Lý Thiếu Khanh và trở thành Phượng Hoàng, nhưng không ngờ hôm nay Châu Dĩnh nói với cô ta rằng A Thần đã trở nên giàu có. Bán 25 cân vàng, đột nhiên có ngay 35 tỷ. Lý Thiếu Khanh rơi vào suy nghĩ rồi hét lên, tôi là thành viên bạc VIP ở đây, loại người quê mùa như anh nếu cố ý chống đối tôi sẽ bị từ chối tiếp đãi đấy. Lúc này, quản lý lễ tân đi ngang qua. Ngay lập tức, anh ta liền nói, xin hãy đuổi anh ta ra khỏi đây. Khuôn mặt của quản lý trở nên đen sì. Lý Thiếu, anh ấy là hội viên cao cấp nhất của chúng tôi, là hội viên vàng kim, cao cấp hơn nhiều so với hội viên bạc của anh. Lý Thiếu Khanh nghe được những lời này, mặt đầy ngạc nhiên. Anh ta tỏ ra không thể tin được và lẩm bẩm trong miệng, không thể nào, tài sản của tên tiểu tử này chỉ có 35 tỷ làm sao có thể là hội viên vàng kim ở đây. Khuôn mặt của quản lý trở nên đen như than, trong lòng anh ta nghĩ, tên này có phải là một kẻ ngốc không vậy? Elizabeth, tôi không dám đắc tội, anh A Thần này tôi cũng không dám đắc tội đâu. Lý Thiếu Khanh vẫn không chịu từ bỏ và tiếp tục nói, anh có biết bố tôi cũng là hội viên vàng kim của khách sạn này. Bây giờ anh có thể đuổi anh ta ra khỏi đây rồi chứ. Anh ta làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm của tôi, đến mức khiến tôi cảm thấy khó xử. Lý Thiếu, mặc dù cấp độ thẻ của Lý Tổng và anh A Thần là giống nhau, nhưng anh A Thần vừa đặt phòng tổng thống của chúng tôi trong một năm. Tôi hy vọng anh không làm phiền đến người ta. Lời này khiến Lý Thiếu Khanh trở nên ngơ ngác, thậm chí Tô Tiểu Nhã cũng tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng anh hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Trong mắt anh ta như một con chó điên mà thôi. Nói xong, anh liền lấy chìa khóa từ tay quản lý và chuẩn bị rời khỏi đó. Tuy nhiên, Lý Thiếu Khanh không chịu buông tha liền chặn đường anh. Tên nhãi này coi thường lời tôi nói đúng không? Muốn đi dễ dàng như vậy sao? Hôm nay tôi sẽ cho anh biết tôi lợi hại như thế nào. Trước khi anh ta kịp hành động, quản lý đã đứng trước mặt anh ta, nghiêm túc lấy bộ đàm ra. Quản lý thông báo cho một số bảo vệ, không đến một phút sau, 5 bảo vệ đã hùng hổ xông đến. Ban đầu, Lý Thiếu Khanh ngạc nhiên một chút, sau đó nhìn quản lý với vẻ không thể tin được. Hôm nay, nếu các người dám động vào một ngón tay của tôi, hãy cẩn thận tôi bảo bố tôi xử đẹp các người đấy. Thấy Lý Thiếu Khanh không chùn bước, nhưng Tô Tiểu Nhã đã sợ hãi rồi. Cô ta đi lên kéo áo Lý Thiếu Khanh, có một chút sợ hãi. Quản lý lắc đầu và nói, bọn họ chỉ đến để hộ tống anh Thần thôi, vẫn xin Lý Thiếu đừng làm khó cho chúng tôi. Nói xong, anh ta quay đầu và làm tư thế mời anh cầm vali rời khỏi nơi này dưới sự bảo vệ của họ. Trước khi đi, Ạm còn nhìn Lý Thiếu Khanh một cái nhìn khinh thường, dù anh ta vẫn còn hét mắng những lời rất khó nghe từ phía sau. Tuy nhiên, anh hoàn toàn không quan tâm đến việc đó. Anh chỉ biết Tô Tiểu Nhã hỏi anh ta về loại phòng tổng thống đó trông như thế nào và yêu cầu Lý Thiếu Khanh lấy thẻ của bố mình để sử dụng. Nhưng Lý Thiếu Khanh vốn đã đầy tức giận từ trước và giờ toàn bộ sự tức giận đó liền đổ lên đầu Tô Tiểu Nhã. Rất nhanh chóng, anh đã đến phòng tổng thống của Bạch Vân Gian. Nếu nói Bạch Vân Gian là cung điện, thì phòng tổng thống này chính là tẩm cung của Hoàng đế. Sau đó, quản lý dẫn anh vào một khu vực phía sau và bắt đầu giới thiệu. Không gian này được chia thành hai tầng. Tầng thứ nhất bao gồm phòng họp và hồ bơi. Tầng thứ hai bao gồm phòng chơi cờ và phòng tập gym. Sau khi đi quanh, anh chỉ có một cảm nhận duy nhất, đó là quá sướng. Những người giàu có thực sự biết cách hưởng thụ cuộc sống. Không có gì ngạc nhiên khi phải trả 57 triệu mỗi ngày. Trước đây, anh nghĩ điều này sẽ rất xa xỉ, nhưng giờ nghĩ lại, số tiền đó thật không đáng kể. Sau khi quản lý giới thiệu xong và tự biết không có gì cần làm, anh ta đưa thẻ vàng kim cho anh và tự ra khỏi phòng. Đầu tiên, anh tìm một kết sắt an toàn, sau đó đặt vàng và chậu rửa mặt vào đó. Khi đã hoàn tất tất cả những việc đó, ngồi trên ghế sofa, anh cảm nhận được sự mềm mại của chất liệu da. Cả cơ thể anh đều thư thả. Nhưng nói thật, việc về chỗ để xe đã được xử lý tạm thời. Bây giờ anh cần lập kế hoạch cho công việc trong tương lai. Vừa mở điện thoại lên anh thấy có 99 tin chưa đọc. Sau khi bỏ qua một số người không quan trọng, anh thấy Lý Thiếu Khanh đang nói những lời đe dọa trong nhóm. Anh lười để ý đến anh ta và trực tiếp chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa anh và anh ta, sau đó gửi vào nhóm và đề cập đến Châu Dĩnh. Hãy nói cho tôi biết, cô có thể làm được gì tôi? Lý Thiếu Khanh ở trước mặt tôi cũng đê tiện như vậy thôi. Đúng rồi, hắc hổ ca của cô đâu? Hay là cô thử tìm anh ta xem sao? Không lâu sau đó, anh nhận được tin nhắn riêng từ Châu Dĩnh, cô ta nói. Anh chết chắc rồi, A Thần anh đợi đấy cho tôi.